Kỹ thuật chườm động mạch cảnh cũng rất là đơn giản. Chúng ta cũng chỉ dùng cái khăn đa năng thôi, và quý vị sẽ đặt nó ở ngay lên cái vùng cổ phía trước. Đó, thì cái sức nóng nó sẽ áp vào hai bên phía động mạch cảnh và nó sẽ làm dẫn lưu máu tốt hơn, đả thông bế tắc, đưa máu trực tiếp lên trên não một cách dễ dàng. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.